Chào các bạn, hôm nay Dụng Cụ Nghề Hoàng Long xin giới thiệu các bạn về sản phẩm nón bếp. Đây là những dạng nón bếp trưởng nghề đầu bếp. Dụng Cụ Nghề Hoàng Long thì có rất nhiều mẫu mã các bạn ha. Bên shop đều có mũ nón giấy và nón vải luôn. Thì đầu tiên thì Dụng Cụ Nghề Hoàng Long sẽ giới thiệu các bạn mũ nón vải giấy. Ở đây đều là chất lượng là giấy rất là dày các bạn nhé. Hiện tại thì trên thị trường đang sử dụng nón này rất là phổ biến. Sử dụng có thể là sử dụng 3-4 lần đến khi nào mà các bạn thấy dơ thì các bạn có thể thay đi. Với giá thành rất là rẻ. Hiện tại thì Hoàng Long đang có rất nhiều mẫu ha các bạn nha. Khác ở đây là chiều cao, đầu tiên là máy vòm nha các bạn. Đây là mẫu thường hay cho em bé đội thì nó cao là 19 cm. Còn đây là mẫu IX4 các bạn nha, cao là 25 cm. Đây, máy vòm. Còn đây là mẫu IX2, nó cao 29 cm nha các bạn. Còn bề ngang của nón thì nó là tầm 30 các bạn nha. 30 thì ở phía sau này nó có chức năng đó là điều chỉnh được cái vòng đầu của các mình ha. Các bạn điều chỉnh được vòng đầu. Ở đây có phần nới lỏng ra các bạn nhé. Kéo ra hoặc là kéo vô. Làm sao cho vừa cái đường kính đầu của mình. Còn đây là dạng nón vuông nha các bạn. Nó cao là 25 cm ha. Bề ngang nó cũng có một cái đuôi phía sau để các bạn có thể co giãn theo đường kính đầu của mình cho sao cho vừa. Với nón bếp này thì Dụng Cụ Nghề Hoàng Long bán với số lượng rất lớn thì giá cả cũng có thể là giá rất là tốt cho các bạn nếu các bạn mua giá sỉ ha. Nếu các bạn có nhu cầu đặt nón bếp về cho nhà hàng hoặc là khách sạn của mình đang kinh doanh đó, thì các bạn cứ liên hệ số tổng đài là 0917 701 001. Sẽ có giá tốt cho các bạn nếu các bạn đặt số lượng nhiều. Hiện tại thì cửa hàng Dụng Cụ Nghề Hoàng Long vẫn có thể có bán lẻ nha các bạn nha. Để biết thêm thông tin thì các bạn cứ liên hệ số tổng đài trên thì sẽ được nhân viên bán hàng tư vấn cho các bạn. Rất nhiều mẫu mã các bạn lựa chọn nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.